Che. Che làng Việt Nam chúng ta. Tác giả Lưu Minh Hải. Với một bài thơ hay của một nhà thơ mang những nỗi niềm tâm tư tình cảm dạt dào với lũy tre làng thời cắt cỏ chăn trâu. Các bạn khán giả truyền hình thân mến, xin mời các bạn đến với chương trình Câu cá tại ao làng trong ngày Chủ nhật buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì đã là hơn 10 giờ sáng rồi. Và đây là quang cảnh của ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta chào mừng rất nhiều những cầu thủ rất là yêu mộ ao làng để về thưởng thức, tìm kiếm cho mình những cái tình yêu dạt dào bên cạnh những cái tình yêu hồ ao sông suối, để chúng ta vừa thực tập và cùng nghe bình luận viên người nông dân biểu diễn. Kính thưa quý vị, vừa câu cá thì chúng ta lại là nghe những cái câu chuyện hài. Câu chuyện hài đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay thì kính thưa quý vị là có một cái cặp vợ chồng, nọ cũng yêu nhau da diết lắm, thắm thiết 15 năm nay. Thì bà vợ thì không nói rồi, bà chua ngoa đân đá hết để nói. Điểm 10 cho chất lượng của bà là đân đá. Người ta gọi là sư tử Hà Đông xưa. Thế bây giờ là chuyển về sư tử Hà Nội rồi. Vậy mà bà lại gặp được một cái ông chồng hết sức là hiền lành. Nhưng mà ông chồng này thì ông cũng hay khùng. Cho nên mỗi lần mà ông có khùng thì thường thì cứ đến nhiệm kỳ 5 năm, 10 năm, 15 năm thì ông mới nổi điên lên. Và bây giờ thì đúng 15 năm thì vào một ngày thì ổng cũng vui vẻ đi chơi học lớp với bạn bè về, rồi cũng nhìn thấy những cái người yêu cũ năm xưa mà yêu nhau một cách da diết thắm thiết, cũng sờ chân sờ tay rồi mà không đến được với nhau. Thế thì bây giờ bạn bè thì sau 15 năm gặp lại thì người tình cũ cũng đã có chồng rồi, cũng sinh được 7-8 đứa con rồi. Thì ông này ổng cũng được 3 người con. Thì vô tình cũng vui vẻ thì ổng quá chén thì ổng cũng say rồi. Nên là ổng cũng đi về nhà trong một cái tư thế cũng hết sức là say xịn vì vui bạn vui vẻ. Thế thì ổng mới bước từ ngoài nhà vào thì bà vợ báo quát lên: "Mày đi đâu đến giờ mới về? Ăn với nhậu vậy à?" Thế thì ông chồng ổng cũng im lặng để vào, bởi vì ổng biết là cái bà vợ của mình là chuông hoa đanh đá rồi mà. Nên là ổng bước vào, cái bà vợ bà vẫn cứ ngăn cản: "Đứng lại đó." Bà bảo đấy là: "Bây giờ á, ông có uống được không? No chưa? Gặp người yêu cũ sướng chưa?" Thế là ổng gọi thằng con ra: "Cú đâu, qua bên nhà cô ta mua cho 3 thùng bia nữa, về cho ổng uống say luôn." Thế thì bà chồng ông bảo là: "Bà bị điên à? Bây giờ tôi đi học lớp về thì vui vẻ một chút xíu thì tôi say rồi, thì bây giờ là tôi vào tôi ngủ đây." Thế thì bà chồng bà vợ bà vẫn cứ ồn ào quá đi. Thế ông chồng ông bực lên, ông bảo: "Bà im đi, tôi chịu hết nổi bà rồi. 15 năm nay tôi lấy bà chua ngoa đân đá vừa phải thôi, bà một vừa hai phải thôi. Bây giờ tôi hỏi bà, tôi là con bà hay là tôi là chồng bà mà bà quát mà lớn như vậy?" Thế thì bà vợ bà nhìn chằm chằm vào ông chồng á. Cái đứa con kia thì chạy đi mua bia rồi. Thì bà vợ bà nhìn vào bà bảo: "Ông nhìn tôi đây." Ông bảo: "À, cái thằng nào á mà bú tôi thì thằng đó là con tôi. Ông nghe rõ chưa?" Thế là ông chồng ông im lặng. Ông đi ra sau nhà. Ông cũng rất khôn. Ông nhìn thấy con gà nó đang cục ta cục tác. Thế là ông đi lọn ra sau nhà. Ông bắt mấy quả trứng gà. Thế bà vợ bảo nói: "Ông đi đâu?" Thế là ông chồng bảo: "Tôi đi nhậu tiếp đây, ngán đây." Thì đấy là cái câu chuyện vui. Và kính thưa quý vị, vừa quan sát các cầu thủ xem thử là có con cá nào không, thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái bài thơ tre trường ca của tác giả Lưu Minh Hải, một cái nhà thơ trẻ cũng hết sức là nổi niềm tâm tư. Và xin gửi đến quý vị vừa xem ao cá, vừa nghe người nông dân đọc thơ vui tươi buổi sáng. Việt Nam ta lịch sử mấy ngàn năm, cổ tích ca dao, câu hò điều ví,
trong mỗi hồn người hồn quê sông núi. Dọc dài thời gian nối vẹn một sơn hà, mở nước đấu tranh dựng xây bảo vệ. Qua bao cuộc bảo táp phong ba, hồn điệu nét quê tạc thần xứ sở lệ thường tình. Có những vóc hình hóa thần bất tử như quê hương từ bao đời. Bước qua khỏi thế kỷ 20, rầm rập bước chân vào guồng hiện đại như cuộc chạy đua phi mã, rớt lại phía sau bao mận hồn lạc. Tôi lạc lòng giữa thời gian, giữa hỗn độn ngổn ngang, sắt thép bê tông nhà lầu quán xá, nhà máy tường đài cổng chào mọc lên vội vã, và những khẩu hiệu người ca mang tên đổi mới tung tóe ra từ chiếc guồng quay hiện đại hóa thế thời. Hồn quê khuất sau mặt nạ phố xá rồi, lùi lại phía xa dần vào xỉ vàng nỗi nhớ xa xôi. Nỗi buồn bạn làng tìm bóng quê xưa trong ký ức sâu thẳm hồn làng. Tôi tìm hồn quê, hồn dân tộc và những xa xăm trong mấy ngàn năm hồn Việt, cốt cách dân tộc bao đời bất khuất tạc vào trong dáng hồn tre. Tre hồn nước Việt xưa đâu chẳng là quê có lũy tre sân đường làng ngõ xóm. Tre kéo mặt trời lên gọi ngày mới đến, nâng vầng trăng thêm sáng những đêm rằm, gọi gió về quạt mát những tháng năm, tạc vào quê hương dáng hình cần mẫn. Tre làm gậy đuổi giặc cướp nước, từ thuở ân hùng phù độc, tre vòng tay che chở bảo vệ làng. Tre giáng lũy thần ngăn bước bọn xâm lăng, đến mùi trong tre cũng góp phần làm nên chiến thắng. Tre biểu tượng cho dân tộc ta, nhân dân ta kiên cường anh hùng đứng thẳng, chăm chỉ cần cù, chẳng khuất phục trước sức mạnh bão giông. Hồn quê Việt bao đời gửi vào câu sau lũy tre làng, ở đó hóa thân vào quê hương, vào đời sống Việt. Ai đi xa mà không từng ra giết hồn tre, theo người qua mãi những tháng năm. Đòn sóc đòn chiêng nông nia thúng mùng dần sàng, cái đó cái nơm cái gào tát nước, rồi lạt cái hôm tống phên dàn mướp, đâu cũng có dáng hồn tre. Cái khẩu hiệu nông thôn mới kéo đến từ bao giờ, những đường bê tông chạy về thôn xóm, khắp nẻo ngõ quê, rủ bỏ chiếc áo thôn quê bao đời, trong veo xanh thẳm, thay màu áo lạ xa. Lạc điệu lạc hồn lạc quê xoáy theo guồng cất màng hóa nông thôn. Tre đi về đâu, hồn làng về nơi đâu, như phận đời sâu bể. Bây giờ mỗi lần về quê hương, tôi đi khắp làng mình và những làng bên cận, mắt hút bóng tre. Nắng rồi đường quê chưa hè bỏng rát, những khối bê tông vô hồn nhợt nhạt dải tường bao khóa chết những mận vườn. Những con đường trắng bạc sơ sương, một bãi phân trâu cùng thần lạc lỏng. Cái chân chất nông thôn giờ tạm pha lẫn lộn, cái lúa củ khoai không thuần chất và hồn hậu nữa rồi. Bao nhiêu làng quê, bao nhiêu hồn quê đã và đang dần lùi vào quên làng xa xôi. Dù cuộc đời bể sâu biến thiên rời đổi, từ khi người ta khai tử cây tre, ra khỏi hồ khẩu xóm làng bao đời mặc định, làng khuất dần phía xa xôi. Tôi hoài nhớ tre như thương những đời thân phận đa mang, nghĩ đến những điều qua cầu rút ván tấm áo. Làng ôm tôi từ sâu thẳm cơn gió mát nào từ xa thẳm hồn tre, những tiếng ru yêu thương từ xa xưa vọng về, câu ca sao giờ lạc vần, điều ví giờ trầm rộng. Vâng, vừa rồi là Trường Kha Tre, tác giả Lưu Minh Hải. Và quý vị đang thưởng thức chương trình buổi sáng cùng với Người Nông Dân Vui Vẻ. Kính thưa quý vị khán giả bốn phương trong nước và quốc tế, hôm nay thì buổi sáng bình minh lên ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp. Chúng ta nhìn thấy ở xa xăm các cần thủ trở về với ao làng trong buổi sáng ngày hôm nay để tìm cho mình những tình yêu có thể nói là hết sức là vui vẻ. Chào mừng nồi lẩu buổi chiều sum vầy đoàn viên gia đình. Và kính chúc tất cả các cần thủ của chúng ta với sự cần cù chịu khó của mình như thân tre đã và đang cố gắng chịu khó chờ cá cắn câu, và chúc cho tất cả các cầu thủ sẽ may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay để kiếm được những tình yêu của mình về làm những cái nồi lẩu yêu thương đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, buổi sáng của Người Nông Dân xin được kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trên mọi nẻo đường vi vu của non nước Việt Nam hùng tình của chúng ta. Chúng ta luôn luôn cố gắng bình tĩnh và cố gắng nhìn về phía trước. Chúng ta nhìn thấy bầu trời rất là cao, rất là
là xa, nhưng mà có những cái đám mây, mây rông và chúng ta cùng hết sức là cố gắng trong cuộc sống ngày hôm nay. Kính chúc quý vị ngày mới bình an và hạnh phúc. Vâng, kính chào quý vị buổi sáng. Chúc quý vị ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều tiếng cười. Kính thưa quý vị, ngày đầu tiên nhận được tiền YouTube, tháng đầu tiên thì vui mừng như thế nào? Kính thưa quý vị, cuộc sống này thì vì toàn cầu hóa cho nên là mỗi người, có người thì làm một nghề, có người thì làm muôn nghề. Đấy là cái duyên của mỗi người chúng ta. Và từ khi công việc làm YouTube mang lại những cái thu nhập đáng kể cho các cái bạn trẻ, cho các cái kênh, đặc biệt là cho những cái người nổi tiếng, nhờ công nghệ 4.0 và 5.0 hiện nay, việc đưa các cái tin tức nhanh nhạy trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử, ẩm thực, nghệ thuật, thể thao, những cái cuộc sống đời thường, lao động của chúng ta, từ các ngành nghề xây dựng, đánh bắt cá, trồng trọt, chăn nuôi, cũng như là chăm sóc cây cảnh, đều được những cái kênh đưa lên để phục vụ quý vị khán giả trong nước và quốc tế, những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình mà đã thành công và muốn mất cho người khác làm theo, để rồi cái kênh đó ngày được quý vị khán giả yêu mến, và từ đó thì kênh cũng đủ điều kiện để bật nút kiếm tiền và kiếm được tiền thu nhập đầu tiên $100 được thanh toán ở ngân hàng 2.5 triệu đồng. Thì tháng đầu tiên thì có nhiều người thì lĩnh được $100, $150, $200, $400, $1,000, có người nhiều hơn. Có những người thì tháng đầu tiên cũng lĩnh được $1, $2, $4, $8 và $10. Vâng, có thể nói là thu nhập từ việc làm YouTube hết sức là đa dạng và rất nhiều bậc, tạo nên một cái sự gọi là thăng trầm bay bổng đối với mỗi người. Người thì rất là mừng bởi vì cái mục tiêu của mình đã hoàn thành và mình cố gắng phát triển cái kênh YouTube. Có người thì cũng có chút buồn lòng bởi vì bỏ cũng rất nhiều công sức nhưng mà cái kênh của mình vẫn chưa được nhiều người quan tâm, thu hút chưa được nhiều người, và cái số tiền mình kiếm được cũng chưa như mình mong muốn. Vâng, không sao cả, chúng ta phải vui lên, bởi vì cuộc sống của chúng ta có một câu rất hay: kẻ thù của chúng ta không phải là thế giới ở bên ngoài kia, mà chính là bản thân chúng ta, nỗi sợ hãi bản thân chúng ta mà thôi. Và chúng ta vượt qua được chính mình, vượt qua được những cái sự mặc cảm tự ti của bản thân để đến với làm YouTube từ những một cái điện thoại thôi. Và với những cái sự tập sự ban đầu thì có thể nói là mọi người cũng rất là khó khăn, đặc biệt là với những cái điện thoại có thể nói là mờ hình, ví dụ như là iPhone 8 1080 cái độ in thì nó rất mờ, nhưng đối với các điện thoại 14, 15 iPhone thì màn hình khá là sắc nét và khá đẹp. Làm YouTube là một cái sự kết hợp tổng hòa tất cả các yếu tố. Thứ nhất là cái duyên của mỗi người, ví dụ như là người có giọng nói hay, người hát hay, người có khuôn mặt ăn hình, đẹp trai, có duyên, rồi tài năng. Cái nội dung của những cái video chứa nhiều cái sự chất xám, chứa nhiều cái sự đầu tư, học hỏi thế giới đó đây, gom góp để chia sẻ với quý vị. Hình ảnh sống động, âm thanh sống động, chất giọng hay, mang đến cho quý vị và những cái điều đó đưa quý vị đến với một cái sự trải nghiệm hết sức là phong phú và đa dạng. Và đương nhiên rồi, người ta bảo có công mài sắt thì có ngày nên kim. Sự cần cù chịu khó và ham học hỏi luôn luôn là một cái điều tuyệt vời đối với mỗi con người. Và trên con đường khám phá cái năng lực của bản thân cũng như tìm hiểu về thế giới tri thức của chúng ta khổng lồ,
thì mỗi con người đều phải nỗ lực cố gắng rất nhiều. Và sự cố gắng tất nhiên sẽ được đền đáp, vấn đề là trước hay là sau mà thôi. Làm YouTube đối với những người không chuyên thì gặp vô vàn khó khăn. Đối với những người chuyên nghiệp thì vấn đề dễ dàng hơn một chút. Đối với những người làm kỹ thuật thì rõ ràng là họ giỏi về mặt kỹ thuật, âm thanh, tiếng động. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, về mặt là bình luận, phân tích thì rõ ràng là khác nhau. Và chúng ta cứ hiểu rằng là nếu như là một con người mà toàn năng thì rất là ít. Và những người họ học về khoa học xã hội giỏi thì họ nói chuyện rất là hay, diễn kịch rất là hay, lưu loát về mặt khoa học xã hội. Thì các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, thể dục thể thao họ rất là lưu loát. Tuy nhiên, kỹ thuật, về vấn đề kỹ thuật thì đối với họ là một sự khó khăn và họ sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn. Và ngược lại, đối với những người kỹ thuật cũng vậy, về mặt kỹ thuật họ rất là giỏi. Tuy nhiên, về mặt bình luận, phân tích các vấn đề thì rõ ràng là họ không được lưu loát về mặt ngôn ngữ học. Và đấy là một cái sự đương nhiên mà chúng ta biết được để rồi chúng ta vào học trường chuyên. Có những người là chuyên khoa học xã hội và có những người chuyên khoa học nhân văn. Và đối với việc làm YouTube thì cả hai cái kết hợp với nhau thì chắc chắn là sẽ ăn tiền, chắc chắn sẽ được ăn quý vị khán giả, tức là được quý vị khán giả hết sức là yêu mến. Và để làm được điều đó là một cái công sức hết sức là khó khăn. Vì vậy mà những cái kênh phát triển chỉ một người làm và chỉ một cái điện thoại thôi thì đấy là một sự nỗ lực hết sức là cố gắng. Và trong thời gian qua thì người nông dân cũng đã cố gắng rất nhiều, dành những cái khoảng thời gian rảnh của mình để sẻ chia về những cái ký ức chăm trẻ trong gia đình của một ông bố bình sữa, về việc chăm con, bế con, cho con ngủ, nấu cơm, nấu cháo cho con, uống sữa, thức đêm, tất cả mọi cách, rất là nhiều. Và mình ghi lại được những cái khoảnh khắc trẻ thơ của những đứa con của mình. Thì mình nhìn lại bản thân mình y hệt ngày xưa, 40 năm trước cũng y hệt như vậy. Thời kỳ bao cấp rất là khó khăn. Và bố mẹ mình cũng nuôi mình trong một cái trạng thái khác, môi trường khác, hoàn cảnh khác. Nhưng cái công lao của bố mẹ mình thức đêm thức hôm cũng y hệt như vậy mà thôi. Vâng. Và rồi thì có nhiều thời gian hơn thì chia sẻ với quý vị những cái phong cảnh hữu tình, nơi những người nông dân sống, những cánh đồng ruộng, những hồ ao, nơi mà ký ức tuổi trẻ mò cua bắt ốc, rồi lên rừng hái củi, ăn sim, ăn móc, chăn bò, rồi ăn muồng, ăn đom, rồi đi ra ngoài biển thì đại ngao, đại ốc, đại sò. Chúng ta biết rằng là hay bị sứa nó cắn cho, rồi bắt đầu lớn hơn chút nữa thì đi đánh cá, đánh đèn đấy. Thì kính thưa quý vị, cuộc đời mỗi con người thì cái số phận nó nổi trôi như một cái cánh bèo trên một dòng sông. Nó trôi về đâu thì chúng ta cố gắng đi theo dòng nước trôi. Xã hội nó phát triển, thay đổi rất nhanh, và con người chúng ta phải thích ứng với những cái hoàn cảnh. Và 4.0 và 5.0 đã là một thế giới phẳng đưa chúng ta tiến gần hơn đến với cái văn minh, cái tri thức của nhân loại. Và chúng ta cùng sẽ chia những cái điều hay của thế giới này. Tất nhiên, mỗi người thì có một cái quan điểm sống khác nhau. Và khi mà những cái nội dung chia sẻ của chúng ta mang tính là vui vẻ, để chúng ta có động lực cho cuộc sống, chúng ta thấy rằng là thu nhập hiện tại bây giờ mà ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam để trang trải đủ cho một cái cuộc sống, nuôi con nhỏ thì một tháng bình quân là phải 20 cho đến 25 triệu đồng, tức là 1.000 đô. Và như vậy thì nếu mà làm YouTube một tháng được 1.000 đô thì chúng ta mới đủ điều kiện để nuôi một đứa trẻ và để sống một cuộc sống bình thường, để thuê cái căn hộ nhỏ để mình ở. Còn nếu như chúng ta làm YouTube mà một tháng được 2.000 đô thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên, các bạn phải hiểu rằng lương của những người học đại học, cử nhân, kinh tế, kỹ sư bây giờ cũng đi ra chạy xe ôm, chạy Grab, làm đủ rất nhiều nghề, tháng cũng được 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu mà thôi. Vì vậy mà bạn nào làm YouTube mà tháng mà kiếm được tầm 500 đô, tức là 12 triệu rưỡi đấy,
hoặc là trên 10 triệu một tháng thì đấy cũng là một cái điều tuyệt vời rồi. Còn đối với những bạn mà làm YouTube mà tháng kiếm được 100 đô, 200 đô vậy là cũng rất là tốt rồi. Còn đối với những bạn một tháng làm YouTube kiếm được 8 đô, 10 đô hoặc là 20 đô để chúng ta đủ tiền trả Internet ấy. Tiền Internet bây giờ một tháng là đã là 20 đô rồi, tức là 500 ngàn tháng tiền Internet ấy. Thì đấy cũng là một cái động lực để giúp chúng ta phấn đấu, tiếp thêm cái nghị lực để theo đuổi làm YouTube. Và bây giờ thì ngày xưa đấy, các bạn biết rồi, thời mà chỉ có cái video của mình bỏ lên cái mà có quảng cáo là có tiền rồi, rất dễ, kiếm YouTube rất dễ, tiền rất dễ. Nhưng bây giờ thì kiếm tiền của YouTube vô cùng khó khăn, rất là gian lao. Và lúc nào chúng ta để ý ra những video của chúng ta đạt được triệu view thì chúng ta sẽ mới có được tiền, rất là gọi là đủ đấy, đủ sống. Còn ví dụ video của chúng ta được hàng trăm người xem, hàng ngàn người xem, chục ngàn người xem thì đấy là chỉ để vui, chỉ để khám phá bản thân của chúng ta mà thôi. Đấy cũng là một cái sự nỗ lực, cố gắng của chúng ta trong việc mang lại những cái thông tin hữu ích, chia sẻ những cái thông tin thật nhất từ cái sự trải nghiệm của bản thân, để cho những người đi sau họ cảm thấy rằng họ có đủ tự tin, họ có khám phá bản thân mình, nỗ lực thì họ tiếp tục con đường. Người ta gọi đây là một con đường đầu tư hết sức là lâu dài. Làm YouTube là con đường khởi nghiệp. Có những người khởi nghiệp thành công, có những người khởi nghiệp thất bại, và họ sẽ khởi nghiệp lại. Và quá trình khởi nghiệp lại của họ cũng có khi là thất bại, nhưng thất bại là mẹ đẻ của thành công. Chúng ta hãy luôn luôn chúc cho những YouTuber thật nhiều sức khỏe và thật nhiều những niềm vui. Chính vì niềm vui, những cái động lực trong cuộc sống mới mang lại cho họ những cái sự thành công. Còn bây giờ xin nói lời cảm ơn và kính chào các bạn quý vị.